ý trời. Đúng không? Đúng vậy. Nó chờ chào kẻ cỡ nào đi chăng nữa tim vẫn về với nhau. Giống như là mẹ về với con. Còn gì dưới nữa hả? Hả? Kìa, là đội của ai vậy? Em bên này. Dạ thôi, vậy chơi quá chứ ngồi đúng không? Vậy. Dạ thôi, mẹ ba đứa mình dừng con. Ê, con mẹ em ở đâu? Má cãi mẹ. Đuổi đâu rồi? Thơm, rất là thơm mẹ. Mà thích ở trong nó có nấm nữa. Nấm tôm. Tiêu. Tôm. Tôm là thịt, là nấm nè. Dịch mà nó ngon lắm luôn á. Thì con ăn đi. Con ác dễ dễ vô mặt mẹ. Dễ dễ vô mặt mẹ mà ngon lắm đó. Mẹ nó không cho mình ăn mà nó còn... Nè. Thôi. Ăn kì. Không sao đâu. Kì. Con kì. Kì. Đó dễ dễ lắm chứ. Già lớn tuổi rồi. Nè. Mà. Không có cưa ai mà ăn cưa mẹ mình nữa. Đi. Mời đầu tiên. Đúng rồi. Đến với chương trình Góc Bếp Thông Minh. Theo anh được biết danh sách khách mời của mình ngày hôm nay là toàn là thứ dữ không đó nha. Thứ dữ không á, vui lắm đó nha. Vậy thì bây giờ anh xin mời một người mà người này là thần tượng của anh. Bởi vì sao? Đây là một người chị lớn trong nghề, có cái giọng cao ơi là cao. Mỗi lần gặp chót là chót vót luôn. Mỗi lần gặp là anh cười hoài. Tại chị nói cái gì nói chuyện bình thường cũng mắc cười nữa. Trời ơi, anh giới thiệu vậy chị áp lực ở chỗ anh trong lắm anh ơi. Áp lực. Và xin mời chị Lê Giang. Xin chào mọi người, chào hai em. Chào chị. Chờ mời chị ngồi. À ơi, không, đây đây đây. Ủa không, lộn lộn. Chị cứ chọn bên nào hai bên. Mình chọn hai bên này, ngồi đâu cũng được chị ơi. À, ngồi đâu gia cũng đình được. Bàn tiệc rất rộng. Ngồi chỗ này. Rồi chị Giang cặp lại thấy niềm vui rồi đó. Thấy mùa xuân liền. Thấy đúng mùa không xuân anh? Liền. Và nhân vật cuối cùng như anh Bình nói là một bạn nữ rất là xinh đẹp, đó chính là Lê Lộ. Ủa mẹ. Ủa đâu có gì con, nãy con chở mẹ đi mà. Ủa có gì đâu bất ngờ chứ vậy. Mẹ tôi đi ra. Ủa ủa rồi nói mà nãy chở tôi đi mà. Ủa trời mẹ ơi. Kỳ quá. Ủa đi chung, đi chung từ nhà lên đây mà gây. Ủa ủa là sao quê ghê. Nè mai mốt bớt chuyện mấy cái nét dễ dã đó lại không. Ủa mọi người ơi, mấy ngày này thật ra là nãy chúng ta gặp nhau trong hậu trường hết rồi. Ủa ủa Lộc nè. Thôi lên Lộc. Dạ. Em có giúp đỡ mẹ em bán không hay là em đếm mấy tiền? Mấy cái khâu đó là có nhân viên người ta làm hết rồi. Em chỉ muốn là muốn đếm tiền phụ mẹ thôi. Nhưng mà mẹ không cho. Cho dễ gì cho. Rồi ok. Thôi mẹ. Tại vì em thấy bé đó. Anh nói linh kỳ quá à. Anh không qua ý trời. Đúng không? Đúng chị. Nó nói chờ chào kẻ cỡ nào đi chăng nữa tim vẫn về với nhau. Giống như là mẹ về với con. Kìa, là đội của ai vậy? Em bên này. Dạ thôi, vậy chơi chưa quá chứ đội đúng không? Vậy. Trời ơi, mẹ ba đứa mình nhìn nhau. Ê, con mẹ em ở đâu? Má cãi mày. Cãi mày. Cửa đâu rồi? Ê, ê, con ca. Để thi đối kháng với nhau. Bây giờ xin mời các bạn tự quyết định với nhau là đội nào lên thi trước. Hai mẹ con này thi trước. Ủa rồi, hai mẹ con Lê Lộc, Lê Giang. Chào sương xa. Tao sương xa sương sâm. Mình mở ra coi nha. 2, 3. Trời ơi. Rồi đại đại liền nè. Wow. Mà cái màu sắc bắt mắt dễ sợ rồi, nhìn ở ngoài còn đã hơn ở trong clip luôn á. Phần này chúng ta có một cái điều thú vị hơn, đó chính là đặt cược. Đây, cược. 4 thành viên còn lại của chúng ta hãy lựa chọn thành viên nào là người mà mình tin tưởng là chiến thắng. Nếu như mà người đó thắng mình ăn chung luôn. Chưa biết là game gì nha, chưa biết thi về cái gì nha. Anh nghĩ thế này nè. Cái game này á là mình quyết định là mình có hiếu với mẹ mình hay không với bé Lộc. Trời đất ơi, chưa gì chơi đòn tâm lý. Anh chọn chị Giang. Trời ơi, tâm lý lên đây luôn anh. Để mẹ mình đói bụng rồi chiều giờ. Đói bụng, chị đói bụng muốn xỉu. Trời muốn xỉu. Rồi, Puka, sao nè? Chị chọn em. Không. Em về chị Lê Giang. Còn anh Đơn nè.
anh Don nghĩ mẹ thương con, mẹ sẽ nhường con cho nên về bé Lộc. Anh Don, tới hai đứa mình, tới hai đứa mình. À, dạ, à, với cái đội hình như thế này thì em nghĩ là tôi tự chị Lê Giang nhiều hơn. Nói nào ngay thì thật ra mình là MC á, mình cũng biết được cái cuộc thi, cái đề này là gì, nên mình nghĩ là chắc là chị Lan hợp hơn cái đề này. Rồi gia đình mình mạnh quá chị ơi. Mạnh quá, mạnh. Ờ, anh chọn chị Giang. Em về chị Lê Giang. Anh tự chị Lê Giang nhiều hơn. Mình cũng biết được cái cuộc thi, cái đề này là gì, nên mình nghĩ là chắc là chị Lan hợp hơn cái đề này. Rồi gia đình mình mạnh quá chị ơi. Mạnh quá, mạnh. Thôi hai mình qua đây luôn đi anh. Chị chọn em. Hai mình qua đây luôn đi anh. Rồi. Cuộc thi của chúng ta được mang tên Hát Nổi. Rồi. Oh yeah. Không dám đâu, mẹ không có nhớ lời đâu em. Lộc hát trước đi. Thôi mẹ hát trước đi. Mẹ hát gì đâu? Hát gì cũng được. Mẹ hát mẹ hát gì Lộc? Chị hát cái câu vọng cổ gì hay hát dài dài mà hơi dài. Đừng nghe đối thủ không, nha. Đừng nghe đối thủ. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3. Chiếc áo bà trên dòng sông thăm thẳm tóc thoáng thùng thuồng treo rõ mong manh. Má em hừng đông đi cài bừa. Má em hừng đông đi cài bừa. Tí em hừng đông đi cài bừa. Đó. B. Ba thương con vì con giống mẹ. Ba thương con vì con giống mẹ. Hai cậu. Ba thương con vì con giống ba. Trời ơi. Bé bé bấm bấm luôn rồi kìa, bé bấm mấy bé chưa hát mà bé bấm luôn kìa. Ủa? Trời ơi. Bé bé bồng bồng. Bấm luôn rồi kìa, bé bấm mấy bé chưa hát mà bé bấm bé luôn kìa. Bé bồng bồng hay má hồng hồng. Rồi được rồi, được rồi. Gì? Không câu được. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa. Rồi. Hoa. Hờ chứ hờ. Hoa em đi hoa hồng. Hoa em đi chùa hương. Hoa em đi chùa hương hoa cỏ còn mờ hơi sương. Sương sờ sờ. Sáng sương hái hoa. Xe như mây như mây. Xe như mây như mây. Như bút dây bên nhau. Còn câu nữa. Cùng nhau vui chơi. Cùng nhau có tiếng ca. Rồi. Sờ. Có con chim. Có con chim bình chuyên ngợp tất công cọc và ngoan ngoãn. Có con chim bình chuyên ngợp tất công cọc và ngoan ngoãn. Cái gì vậy? Con kia bình khuyên mà nhỏ bép trong trong mông mà. Con cò bé bé nó đầu cành tre. Con cò bé bé nó đầu cành tre. Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Đó, năm anh em kìa. Nắng lên rồi căng bườm cho khoái. Nắng lên rồi căng bườm cho khoái. Gió khoái. Năm. Năm anh em dùng chiếc xe tăng. Rồi, hồi nãy hát rồi mà. Chưa. Nhà em có nuôi một con chó nhỏ. Chữ cờ, chữ cờ. Gờ hả? Gờ. Cõi á. Cõi á. Chiếc lá gì đó, chiếc lá gì không? Chiếc lá mùa đông trên dòng sông. Chiếc áo bà ba đó, chiếc áo bà ba. Chiếc áo mùa ba trên dòng thăm thăm thầm. Hát rồi. Thấp thoáng còn. Hát rồi, hát rồi. Hát rồi. Hát đầu tiên luôn mà. Hát rồi. Con cao thương cầu. Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo cô thương cao thì cháu không góc nghè. Nhớ đến em lòng này nhớ đến em. Anh nhớ may mà em đến đây. Đã không còn người yêu hỡi. Đã không còn người yêu hỡi. Người ngày thứ ấy ta đi đâu rồi. Ngày thứ ấy ta đi đâu rồi. Rồi sao hột quá vậy. Cái gì? Ra vườn bông, ra vườn hoa em chơi. Em muốn hái một bông hoa nào đó? Ra vườn hoa. Ra vườn hoa. Hát xong rồi lấy bông chơi. Em muốn hái một bông hoa hồng á. Hát đi. Vườn hoa em chơi, em muốn hái một bông hoa hồng. Đúng rồi. Hát cái gì vậy? Rồi cái nữa, một câu nữa mà. Nhưng cô dặn em đừng có hái. Nhưng cô dặn ra vườn hoa cho em
Con qua này là của chung á. Con qua này là. Rồi ra đây mà xem con gì ngồi trong hang. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Nó đưa cái chân ra ngoài. Ai đưa chân mà? Hả? Đưa cái chân mà. Đưa cái chân ra ngoài đó là con cóc. Không, vậy lộn rồi, đưa cái lưng. Thôi mà. Đưa cái lưng. Con cóc. Con ớt. Ác ý sợ. Con ớt. Cóc chứ ê chứ ê. 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 Ê, ê sáng không? Ê sáng không? Con cóc chú chờ. Em đi chỗ đó đi. Thôi An Giang nãy giờ. Rồi mình thua rồi chị ơi, mình thua rồi, mình thua rồi. Con cóc mà chứ tự nhiên bên kia chưa hát lắm không mà. Bên An Giang không à. Bên An Giang mà. Bây giờ tua lại đi, không hề luôn, hát xong mới bóng mà. Bé bé bấm bấm. Bé bé bấm. Bấm luôn rồi kìa, bé bấm bé, bé chưa hát mà bé bấm luôn kìa. Hát đi. Mà em chơi em muốn hát một bông hoa hồng. Đúng rồi. Hát cái gì vậy? Rồi cái nữa một câu nữa mà. Thôi ăn đi, không e gì nữa, ăn đi. Như vậy là trong vòng này thì đội của Lê Lộc đã giành chiến thắng. Đội Lê Lộc gồm thành viên nào nhỉ? Yeah. Đó, 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 mình cũng biết được cái cuộc thi, cái đề này là gì, nên mình nghĩ là chắc là chị đang hợp hơn cái đề này. Thôi gia đình mình mặn quá chị ơi. Mạnh quá, mạnh đi. Rồi nè, mọi người ơi, ăn và cảm nhận giùm cái đi. Mọi người ơi, ăn và cảm nhận giùm cái đi. Giùm cái đi. Thôi, cái còi đẹp rất to. Ai qua đưa dĩa từng người từng bạn nha. Trời ơi. Này là xíu mại đây lại cò điệp. Đây lại, đây lại. Ôi chết rồi vậy. Con có chừng ăn. Ủa chết rồi. Rồi trời ơi, ơi. Ăn mà con rớt vô hỏng mẹ là mẹ vui lắm á. Sao này Lộc ha. Ăn uống gì, ăn cái nết là cái chết con người. Cái chết. Cái gì nói gì. Ôi cái gì đó cưng. Cái nết nó đến chết cái đẹp. Sợi đẹp rất là tươi. Mà thấy cái con sò điệp ở đây chất lượng không? Chất lượng luôn. Trời ơi, này không phải là sò điệp bình thường đâu. Nó bự. Này là gì? Xíu mại. Xíu mại thơm. Rất là thơm mẹ. Mà ở trong nó có nấm nữa. Nấm tôm. Tiêu. Tôm. Tôm là thịt, là nấm nè. Mà nó ngon lắm luôn á. Thì con ăn đi. Tự nhiên cái chĩa vô mặt mẹ. Chĩa vô mặt mẹ mà ngon lắm đó. Nó không cho mình ăn mà nó còn. Nè. Thôi. Ăn kỳ không? Kỳ. Kỳ. Mình lớn không có làm gì nữa.